Cao Bằng nói anh ấy ở lại đây vì muốn bảo vệ dì Băng là thật hay chỉ vì muốn mình bỏ cuộc? Người ta nói phụ nữ thường rắc rối, nhưng tại sao đàn ông cũng quá sức phức tạp như vậy? Thật không thể hiểu nổi. Ba, ba mới về hả? Mấy ngày nay con không còn trốn Dương Dũng đi chơi nữa chứ? Ba này, con đâu có trốn ảnh đâu. Nhưng mà con cũng có bạn bè riêng của con, ảnh cứ đi theo tò tò con hoài, làm người ta hiểu lầm, kỳ muốn chết luôn à. Ba, mà con nói rồi, ba cũng đừng la ảnh nữa. Dù sao cũng là lỗi của con thôi, ba cứ la ảnh hoài á, ảnh giận con thiệt đó. Người làm khó Dương Dũng là ba hay sao? Con gái giỏi đổ thừa đó nghe. Con có biết vì sao ba giao cho nó trách nhiệm bảo vệ con hay không? Vì sao ba? Vì Dương Dũng không chỉ là người hết lòng trong công việc, mà nó bảo vệ cho con vì tình cảm. Một người anh trai bảo vệ cho em gái của mình, tất nhiên sẽ hết lòng so với nhiệm vụ hơn là chỉ đơn thuần do nhiệm vụ con à. Dạ thì con hiểu rồi. Mà ba cũng đừng lo lắng nữa, con gái của ba lớn rồi chứ bộ. Con á, có thể xoay sở trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn. Ba thấy không, mấy lần con vẫn bình an vô sự mà, có sao đâu. Kim Cương à. Dạ. Con nên biết, con á, là cuộc sống của ba. Nếu như con xảy ra chuyện gì thì ba sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Đừng có giấu ba. Nếu có ai đó đe dọa hay là làm chuyện xấu với con, con có biết không? Dạ, con biết rồi. Rồi. Ruby. Ủa, em không ăn cơm ở trường mà mang cơm ở nhà đi hả? Dạ, tại ở trường đồ ăn không có được ngon. Trời đất ơi, sao em mang toàn rau không vậy? Em phải ăn tôm, ăn thịt, ăn cá nhiều vô chứ. Như vậy mới có sức, em học cả ngày lận mà. Em không sao đâu chị hai. Nhờ chị hai mà em không cần ở nội trú nữa, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Em đã học được một câu là đừng đòi hỏi quá nhiều, mà hãy tận hưởng những gì mình đang có. Như vậy cũng là cách để mà mình yên thân hơn. Trời, cái gì mà nói chuyện giống như bà cụ non vậy không biết nữa. Ở tuổi em bây giờ, thích gì thì làm cái đó, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn hả? À nè, chị chuẩn bị tới trường, anh Dũng đưa chị đi. Có gì chị nói, ảnh đem đi chung ha. Dạ, hả? Không cần đâu chị hai, em tự đi được. Cô tỉnh rồi hả?
miếng nước đi. Anh muốn gì? Đây là đâu? Nếu như cô muốn theo dõi tôi, tốt nhất nên giữ tâm lý của mình bình tĩnh một chút. Đêm qua cô rất kích động. Nếu như tới khách sạn mà tôi không làm cô ngất đi, tôi sợ là không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không cần anh xen vào chuyện của tôi. Tôi cũng không có hứng thú dây dưa với một con người thô lỗ như cô. Hơn nữa, đến bây giờ tôi không hiểu mục đích của cô là gì. Nhưng mà tôi không có thói quen nhìn người ta tự sát trước mặt của mình. Tôi không có làm gì cô. Những vết thương này là do cô tự gây ra. Đúng là nữ sát thủ có khác, sức khỏe hơn người. Bây giờ tôi sẽ đi. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi. Bởi vì dù cô có đi theo tôi thì không có lợi ích gì đâu. Tôi chịu đựng được. Coi như lần này anh may mắn, chưa có ai lọt qua được sự truy sát của tôi. Nhưng cũng phải, anh chưa tới số. Bởi vì tôi chưa nhận lệnh phải trừ khử anh. Thật ra tôi đã đoán được cô từ đâu đến, theo dõi tôi với mục đích gì. Nhưng mà tôi chỉ sợ là càng làm cho cô thất vọng thôi. Tôi không có gì thú vị đâu. Đi theo tôi, cô sẽ nhàm chán cả ngày. Có khi cô sẽ phát điên trước khi hoàn thành nhiệm vụ đó. Đừng có giỏi đắc thắng, tôi sẽ còn theo anh. Nè, anh đã đọc email hồi tối hôm qua em gửi cho anh chưa? Email gì? Có chuyện gì sao em không chịu gọi điện thoại trực tiếp cho anh luôn? Email chỉ cho phiền phức vậy hả? Trời ơi, thiệt tình á. Email thì ngày nào cũng phải kiểm tra chứ. Đúng là đồ lười biếng mà. Em có nhiều lý do thiệt đó nha. Trước khi em học âm nhạc á, sao em học cô giáo hay là làm luật sư đi? Thiệt ra lúc em còn nhỏ, em mơ ước được làm cảnh sát. Nói cho anh biết nha, tới giờ luôn á, ước mơ đó vẫn còn đó. Nghe nói em làm cảnh sát lạc tay lái luôn. Con gái gì mà chơi ngông dữ. Cái gì? Anh đang coi thường em đó hả? Con gái thì sao? Cái gì con trai làm được thì con gái cũng sẽ làm được. Em nói cho anh biết đó nha, em mà làm cảnh sát hả, em sẽ bắt hết mấy cái tên xấu xa này cho cả xã hội được bình yên. Bởi vì em nhớ hồi em còn nhỏ. Nhỏ em sao? Ý em á là hồi em còn nhỏ, em có cảm giác làm cảnh sát rất là oai, cho nên em rất là thích. Nhưng mà khi em nói ý tưởng này cho ba thì ba la, nhất quyết phản đối, cho nên là em cục hứng luôn. Còn em vào trường âm nhạc á, là thực ra em cũng có chút xíu khả năng. Với lại bà nói là ngày xưa mẹ rất là thích em trở thành nhạc sĩ, cho nên em mới vào thôi. Cũng may á, là em biết anh không có đọc email, vậy nên á, em đã in sẵn ra cho anh rồi. Lát nữa có thời gian thì từ từ mà nghiên cứu nghe chưa. Hay, chắc chắn có rất nhiều điều thú vị trong đó đó. Gì đây? 10 điều nghệ sĩ không được làm. Ừ. Dành cho anh đó hả? Đúng rồi. Oh my god. God gì mà god. Lo mà nghiên cứu đi và làm theo đúng điều lệ mà em ghi trong đó. Chuyến hàng này 10 ngày nữa sẽ về thành phố. Tôi đã sắp xếp mọi thứ để chuyến hàng về khỏi an toàn. Ông chủ cứ yên tâm. Chuyện người đàn bà bán trái cây chú xử lý đến đâu rồi? Sau khi đánh dân mặt, tôi đã thả bà ra, nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta. Chỉ còn có động tĩnh gì, tôi sẽ tóm cổ cái tụi mà dùng tiền mua chuộc bà để dùng mưu hại của hai.
Tôi e là không chỉ có một hai nhóm muốn làm hại Kim Cương. Tôi đã dặn nó đừng nên tin tưởng bất kỳ ai. Tiếc là con gái tôi, nó đầy lòng nhân ái, nên nó không thể bỏ qua bất kỳ trường hợp nào mà nó nghĩ có thể giúp được cho người ta. Có hai xe bám theo sau nãy giờ. Tụi nó đã bám theo tổ dương từ lúc rời khỏi nhà hàng. Ông chủ yên tâm, tôi sẽ tăng tốc cắt đuôi bọn chúng. Ở này không dễ gì làm tôi run sợ. Chú đi đi, mọi người ứng cứu ngay. Không được, mục tiêu của tụi nó không phải là tôi mà là ông chủ. Đừng lo cho tôi, đừng lo cho tôi. Tụi giang hồ tụi nó tàn ác lắm, không thể xem thường được đâu. Ông chủ đi đi, ông chủ đi đi, đi đi, đi. Đó bên kia kìa, đó kìa, để lên. Không biết để một mình tôi trở lại đó bấm tất cả bọn chúng, không chừng một đứa nào còn đúng tao chứ. Trung, đừng làm lớn chuyện vô ích thôi, càng bất lợi cho chúng ta. Để ông chủ ra năm đỡ đi, chúng mày còn mặt mũi nào nữa. Tôi muốn biết kẻ nào giấu mặt đã cho hai nhóm giang hồ Bắc Nam hành động như vậy. Hàng của chúng ta đang về tới, nếu gây ồn ào sẽ gây bất lợi lớn hơn. Đừng vì chuyện nhỏ mà phá hỏng đi sự nghiệp của tôi và chú đã gây dựng bao nhiêu năm nay chứ. Lũ khốn lũ có gan tày trời mới dám đụng tới chúng ta. Ông chủ, ông thấy trong người ra sao? Để tôi gọi bác sĩ nha. Tôi không sao. Vết thương nhỏ này có đáng là gì đâu.
Chỉ là đêm nay chắc tôi không về nhà được. Nếu Kim Cương nhìn thấy bộ dạng này của tôi như vậy, nó sẽ vô cùng hoảng sợ. Tôi chỉ mới cầm máu cho ông chủ thôi. Xem ra tình hình máu mà cứ chảy như vậy hoài sẽ rất nguy hiểm. Hay để tôi gọi bác sĩ tin cậy đến khám cho ông chủ. Không cần đâu. Chú cứ lấy thuốc giảm đau và thuốc nhiễm trùng cho tôi là được. Tôi biết thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ bọn chúng lại ra tay sớm như vậy. Ông chủ, thật ra thì ông chủ có giữ viên kim cương sanh trong tay hay không? Ba hứa với con á là tối nay ba nghe con đàn tác phẩm mới. Vậy mà ba không về. Có chuyện gì xảy ra phải không ba? Không có gì đâu con. Có chuyện gì mà xảy ra với ba được chứ? Con gái đừng có lo. Ba bận việc đột xuất nên không có về được. Ba ở lại nhà chú Trung để bàn kế hoạch sắp tới của công ty. Ba xin lỗi con nghe. Ba. Dạ, thôi con biết rồi. Nhưng con chỉ thấy lạ, vì từ trước tới bây giờ ba chưa có bao giờ thất hứa với con hết. Ba, ngày mai ba về sớm phải không? Thôi, con đi ngủ sớm đi, để mai còn đi học. Nhớ là không được trốn Dương Dũng để đi chơi nữa, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Ba cúp máy đây. Dạ, con chào ba. Ba cô không về sao? Phải. Ba còn dự án gì ở công ty á. Chắc là ngày mai mới về. Không nói ra thì cứ tưởng cô là trẻ con. Ngày nào cũng gọi điện thoại theo dõi tình hình của ba mình. Cô không thấy mệt sao? Cũng lạ thiệt. Lẽ ra người cần gọi á để báo có việc đột xuất là ba tôi phải gọi cho dì chứ. Tại sao lại gọi cho tôi ha? Người nào quan tâm tới ba tôi thật lòng, tôi nghĩ ba tôi đều biết hết đó. Nè, cô nói về lý gì? Vì là người khơi chuyện trước, sao lại hỏi tôi? Cô đừng nghĩ là ba cô cưng chiều cô rồi cô lên mặt. Trong nhà này chẳng qua cô cũng chỉ là một đứa con gái, trong khi tôi lại là bà chủ. Còn Thạch Anh mới là chủ nhân tương lai của căn nhà này. Nó là quý tử của ổng. Cho dù ổng có thương cô đến cỡ nào thì cũng không thể nào để lại tài sản cho một đứa con gái như cô được. Đợi tới lúc đó vì vui mừng cũng chưa muộn. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết một điều, cả tôi và dì không có quyền hạn gì cả, vì chúng ta đang sống trong sự bảo trợ của ba tôi. Chỉ có ba tôi mới đủ tư cách lên tiếng trong căn nhà này. Dì thấy tôi nói vậy có phải không? Được, để tao coi mày còn kiêu ngạo tới bao lâu. Kết thúc của mày cũng không hơn gì mẹ mày đâu. Được phách lối. Ông chủ có ngủ được không? Có bị vết thương ở họ không? Không. Thuốc giảm đau đã có tác dụng rồi. Tôi đã từng nghe người ta chuyện miệng về sự mất tích của viên kim cương sanh có tên là Thiên Thần. Quả thật là không hề đơn giản. Xuất xứ của nó như thế nào thì không ai biết. Chỉ biết rằng là có một tay quân kim cương người Ấn trong một lần sang Dubai mua được nó. Kể từ đó, tại vụ kim cương Ấn Độ giống như bị viên kim cương xanh mê hoặc. Bất cứ ai ra giá cao cỡ nào, ông ta cũng không bán, giữ nó lại và tôn thờ như một vật gia bảo.
Sau này ông bà không còn chơi với một vị đại gia. Ông ta bị rắn độc cắn, tưởng đâu chết tới rồi, nhưng mà giờ vị đại gia đã cứu mạng, nên ông ta đã tặng viên kim cương xanh đó cho vị đại gia. Chủ quyền của nó từ đó là của đại gia Hồng Kông. Rồi không hiểu tại sao nó lại bị mất tích mười mấy năm nay. Nghe nói vị đại gia đó vô cùng tức giận. Sao chú biết chuyện này? Ông chủ từng mọi thứ đơn giản lắm hay sao? Ông chủ đã từng đọc chuyện kiếm hiệp rồi phải không? Với dòng hồ nước ta chỉ tìm viên kiếm cương xanh cũng chẳng khác nào võ lâm chỉ tìm bí kíp là bao đâu. Một khi đánh hơi được chuyện gì, từ chánh phái đến tà phái đều nhất loạn hành động. Mục đích của bọn họ là cướp được của báu. Tôi không nói giấu gì chú, tôi đã từng nhìn thấy viên kim cương xanh rồi. Nghĩa là lời đồn không sai. Tôi còn tưởng tất cả các nguồn tin đều vô căn cứ. Có điều ngay cả tôi hiện giờ cũng không biết nó đang ở đâu. Thật sự là không biết. Bởi vì tôi cũng đang lo sợ cho sự an nguy của người nào giữ nó trong tay. Có phải tất cả những viên ngọc quý đều tiềm ẩn một mối nguy hiểm chết người nào đó không? Ông chủ đã từng nghe viên kim cương mang tên hy vọng chưa? Trái ngược với tên gọi, nó thực chất là hiện thân của cái chết. Bất cứ ai sở hữu nó trong tay đều không tránh khỏi sinh mệnh thảm thiết. Thậm chí nó từng được truyền miệng là nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu huyền thoại Titanic. Chú có vẻ rất rành về đá quý. Một chút thôi. Hơn nữa có những chuyện truyền miệng mà mình không để ý cũng từ khắc lọt tới tai mình mà. Tôi nói thật, hiện giờ tôi cũng không biết tung tích của viên kim cương xanh ở đâu. Tôi tin ông chủ hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bản thân tôi cũng thích sở hữu những món đồ có tính nguy hiểm quá cao, nhưng tôi tin vào tâm linh. Những lời nguyền ghê rợn luôn khiến tôi sợ hãi. Viên hy vọng cũng trở thành tuyệt vọng của nguyên nhân làm đấm tàu từ tình hết năm xưa. Và tính viên thiên thần không chừng biến thành ác quỷ với bao nhiêu tai họa khủng khiếp. Không ngờ một tên trùm giang hồ khét tiếng như chú mà cũng có thứ để sợ hãi hay sao? Tôi cũng là người trần tộc mà ông chủ. Hiện nay bất kỳ ai sở hữu với kim cương cũng đều bị hiểm họa lớn. Ông chủ nên giải quyết chuyện này sớm. Tôi không hy vọng nhìn thấy ông chủ bị chỉ sót thêm lần nào nữa. Mời ông chủ. Nghe nói ông chủ vắng mặt mấy ngày vì lý do sức khỏe. Mày có biết tình hình của chú không? Gần đây á, tao cũng không thấy ông chủ gọi điện hỏi thăm công việc như tuần trước. Không hiểu có chuyện gì nữa. Cũng có một số chuyện, nhưng mà không đáng ngại cho lắm. Chú có nhờ tao hỏi mày là chuyện gia vốn mày đã làm xong chưa? Xong rồi. Tao có vài người bạn là luật sư giỏi, tao đã liên hệ nhờ họ. Dĩ nhiên là mình giấu kín danh tính của công ty vì lý do bảo mật. Khi nào có được kết quả chính thức, tao sẽ báo lại ngay. Thời gian này tất cả mọi chuyện đều nhờ mày rồi. Tao bây giờ còn phải xử lý về công ty, rồi còn phải đương đầu với khó khăn là cô gái bướng bỉnh kim cương. Đôi lúc tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Dù sao thì mày cũng đã từ bỏ ý định từ chức bảo vệ cho kim cương, có đúng vậy không? Tạm thời cứ như vậy trước đã. Nhưng dạo này tao thấy cô ấy cũng có chút thay đổi, ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có khi nào
Lời đe dọa của tao có tác dụng rồi không? Vô đi. Ba à, con. Trời ơi, ba bị thương chỗ nào vậy? Con nghe anh Dũng nói là ba. Ba không sao đâu. Vậy là ba giấu con vì chuyện này chứ không phải là ba đi công việc đúng không? Cái cậu Dương Dũng này là đàn ông nhiều chuyện quá. Ba không có sao đâu, chỉ va chạm nhẹ trên xe thôi mà. Bây giờ thì ổn rồi. Bà cứ giấu con không à. Bà biết không, thời gian gần đây con với ba cứ xảy ra đủ thứ chuyện hết. Chắc con phải đi chùa ăn chay niệm Phật cầu phước cho ba quá à. Ba ha. Con là giống chú Trung rồi, lại đi tin vào mấy cái chuyện tâm linh đó hả Kim Cương? Đâu có, chỉ cần ba được bình an, con có đi chùa ăn chay cũng đáng mà. Ba cho con coi vết thương có được không? Sao ba không về nhà hay là đi bệnh viện gì đó, ít nhất cũng để cho con được chăm sóc cho ba nữa. Con nhỏ này, ba đã nói là ba không sao đâu con. À, Kim Cương nè. Dạ. Ba muốn hỏi con một chuyện được không? Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì ba? Những cái món quà mà ba tặng sinh nhật cho con đó, con đều cất giữ hết hả Kim Cương? Dạ phải. Mỗi năm á, con nhận quà của ba, con đều cất giữ ở một nơi rất là đặc biệt. Chỉ có sợi dây chuyền này nè. Năm ngoái á, ba khắc tên con nên con đeo ở trên người. Sao vậy ba? Năm nay ba đang phân vân, không biết tặng quà gì cho con phải không? Con nhớ cái món quà mà năm 12 tuổi ba tặng cho con đó. Hình như nó là viên kim cương màu xanh mà ba nhớ rất đẹp, rất to. Dạ nhớ chứ. Còn nhớ khi ba tặng nó cho con, con đã thức cả đêm để ngắm nó. Con không hiểu tại sao trên đời này có một viên ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ đến như vậy luôn á ba. Trời ơi, đêm hôm đó con ngắm cả đêm luôn. Ba Con giữ món quà đó chứ? Đó là điều bí mật riêng của con. Có những thứ con không muốn bất kỳ ai biết được. Hơn nữa, nó đã nằm ở một nơi rất là an toàn rồi ba. Sao vậy ba? Ủa mà sao tự nhiên hôm nay ba lại hỏi tới viên ngọc đó vậy? Không, hôm nay ba tình cờ thấy một viên ngọc màu xanh rất đẹp nên ba nhớ tới nó thôi. Không có gì đâu con. Để coi cô nàng này định giở trò gì đây. Khoảng cách 5 mét, không được tới gần khổ chủ, không được để mọi người biết khổ chủ có người theo. Canh me tò tò 5 mét. Điều thứ hai, vệ sĩ không được xuất hiện trong giờ học của khổ chủ. Tuyệt đối không được mang trái cây hay đồ ăn tới bạn bè của khổ chủ dị nghị không hay. Vô lý thiệt. Điều thứ ba, vệ sĩ nhất định phải đối xử tốt với bạn bè của khổ chủ. Bất cứ ai hỏi xin số điện thoại cũng không được từ chối. Nếu trái lệnh, khổ chủ có quyền tự ý cung cấp số điện thoại của vệ sĩ cho bạn bè mình mà không cần phải hỏi ý kiến trước. Trời ơi, khổ chủ,
hay là khổ thân phận của tôi đây. Em định giết anh hả Kim Cương? Cấm tặng quà với mọi hình thức. Điều thứ năm, luôn bảo vệ khổ chủ, không để bị người ta bắt ức hiếp. Em đi học hả? Dạ. Ừ, trùng hợp quá. Sáng nay á, chị cũng đi tập thể dục. Hay chị đi em tới trường nha. Ừ, dạ. Không cần đâu chị hai, em tự đi được rồi. Với lại chị em mình đi bộ tới đó, rồi chị hai quay đầu về, ba mà biết được, ba không có vui đâu. Trời ơi, em lạ quá. Ba không có biết đâu. Trường mới của em cũng gần ở đây. Thỉnh thoảng chị em mình vẫn đi bộ mà. Nhưng mà bữa nay em không có thích nữa, em muốn tự đi à. Bây giờ chị hai cứ đi tập thể dục đi nha. Chị hai. Em có chuyện này muốn xin chị hai có được không? Được chứ, em nói đi. Em muốn tới trường bằng xe hơi một bằng lần xe thôi. Hơi hả? Tại sao mà không được? Ủa nhưng mà anh Dũng ảnh chưa có tới, mà chú tài xế thì lại chở ba đi rồi. Chị thì không biết lái xe. À có cách rồi, đợi chị chút. Anh Bằng. Có chuyện gì? Em muốn nhờ anh một việc được không? Anh đưa giùm hai chị em tới trường được không? Im lặng là đồng ý nha. Quyết định vậy đi. Ruby, em đợi chị nha. Chị lên thay đồ rồi xuống liền. Đợi chị. Dạ. Chết rồi, chị xin lỗi nha. Tại chờ chị thay đồ mà hình như em trễ học rồi phải không? Giờ này em vô lớp có sao không? Dạ không sao đâu chị hai, không sao mà. Nè, nếu như sau này em mà thích đi học bằng xe hơi á, thì chị sẽ nhờ anh Dũng chở em đi mỗi ngày chịu không? Dạ, chỉ cần hôm nay là được rồi chị hai. Ừ. Anh Cao Bằng. Ruby cảm ơn anh hôm nay đã đưa Ruby đi học nha. À, không có gì. Ruby, em vô học đi, trễ học rồi đó. Chị với anh Cao Bằng đi trước nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Ngoan nha. Hôm nay em không có tiết học, cũng chưa muốn về nhà. Anh đưa em đi dạo được không? Hình như cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đưa Ruby đến trường, chứ hoàn toàn không có trách nhiệm với việc đưa rước đại tiểu thư
của biệt thự Diamond. Em không yêu cầu anh đưa em đi vì trách nhiệm, chỉ đơn giản là bạn bè cùng nhau tới một chỗ nào đó thoải mái hơn thôi, để em có thể trút đi phiền muộn. Như vậy cũng không được hả anh? Cô có thể gọi điện cho Dương Dũng, anh ta có thể đáp ứng được những yêu cầu của cô. Tôi đoán là như vậy. Nhưng có những điều em chỉ muốn nói với anh thôi, không phải với anh Dương Dũng. Hay là anh muốn em gọi cho anh Dũng rồi nói với ảnh rằng vì anh không chịu tâm sự với em, cho nên em mới tìm ảnh là người thay thế. Anh muốn em nói như vậy đúng không? Tùy cô. Cô có thể nói bất cứ điều gì mà cô muốn. Anh có biết là em rất mệt mỏi không? Lúc trước người em hay tâm sự nhất là ba. Mỗi khi có chuyện buồn, lúc luyện tập căng thẳng, lúc nào ba cũng ở bên em, nghe em nói rồi nhìn em cười. Nhưng mà thời gian gần đây thì không có còn như vậy nữa. Ba hay bận hay đi, rồi dường như là không có thời gian dành cho em nữa. Em rất cô đơn. Bình thường em đã không có nhiều bạn bè. Thời gian gần đây em càng lúc càng cảm nhận nỗi cô đơn đó rõ ràng hơn. Có thể là do Dưỡng Tiết quá nhiều công việc cần giải quyết, chứ không phải là không quan tâm tới con gái của mình đâu. Em biết, nhưng gần đây có một điều khiến em không có thoải mái khi đối mặt với ba. Đó là gì anh biết không? Chính là một câu chuyện mơ hồ mà ba có liên tục hỏi em. Chuyện về viên kim cương xanh đó. Cuối tuần này có lẽ cậu phải đi công tác một chuyến. Phía chủ đầu tư sẽ tổ chức cho các nhà đầu tư lớn tham quan khu vực phát triển dự án. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nắm bắt những đối tác sẽ góp vốn vào công trình đồ sộ này. Cậu không nên bỏ lỡ. Tôi cũng đã tìm hiểu về dự án nhà ở xã hội này. Đây là dự án được chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang, vừa mới được giải ngân trên 30.000 tỷ. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Trước đây tôi chưa từng nghe mày nói làm việc bên ngành xây dựng. Sao mày rành vậy? Trước đây chủ đầu tư này đã có thời gian xin tài trợ bên phía ngân hàng mà tao làm bán thời gian bên đó, cho nên cũng có tìm hiểu sơ qua. Hiểu biết của Vĩnh An rất có lợi cho công ty của chúng ta. Nhưng cậu nghĩ chúng ta có nên chuyển hướng đầu tư vào một công trình xây dựng thay vì thương mại như từ trước tới giờ hay không? Thật ra nếu chỉ cần tạo dựng danh tiếng thay vì lợi nhuận, tôi nghĩ chúng ta cần phải thử. Vì đây là nhà ở xã hội, cho nên là lợi nhuận không cao. Thay vào đó, khi chúng ta tham gia, chúng ta sẽ nhận được tín nhiệm tuyệt đối từ phía các ngân hàng đối tác. Đó là lý do vì sao các công ty khác đều đổ xô vào để kiếm một chân đầu tư. Trước đây cũng từng nghe nói cụm từ nhà ở xã hội, nhưng cụ thể là như thế nào? Có thể tạm hiểu nó là đây là một dạng nhà dành cho các đối tượng có chính sách, nhưng không phải là tặng miễn phí mà là bán có trợ giá. Việc này tôi sẽ suy nghĩ lại. Tạm thời chúng ta tăng tốc đầu tư công trình đã siêu thị trước. Sau khi cậu đi tham quan về, tôi sẽ quyết định có tấn công vào thị trường xây dựng này hay không. Dạ. Tại sao lại không được? Cô phản đối chuyện tôi yêu cầu cao bằng lợi dụng tình cảm con gái bố già Thiết sao? Chúng ta vẫn còn có cách khác. Tôi sẽ giúp bà chủ mở mật khẩu khóa cửa, không cần phải lợi dụng cao bằng để làm việc này. Thật ra đây là phép thử tôi dành cho cao bằng. Nếu cậu ta làm theo lệnh của tôi, có nghĩa là cậu ta không hề phản bội. Còn ngược lại,
Nếu muốn thử thì hãy dùng một phép thử quân tử hơn. Đừng lợi dụng tình cảm để đạt được mục đích như vậy. Vậy là cô không hiểu rồi. Ông chủ Chu Giang Hang là người lạnh lùng trong giới giang hồ. Không ai chưa nghe đến biệt danh bọ cạp băng từ xa xưa của ổng. Vậy mà tại sao những người mà ông Chu Giang Hang uổng công đào tạo và tin cậy đều có suy nghĩ tức cười đến như vậy? Tình cảm không phải là thứ bộc phát một sớm một chiều. Bà chủ nên nhớ, cái chúng ta cần là tốc độ. Không còn thời gian để dùng tình cảm đùa cợt nữa đâu. Vậy thì cô chưa biết rồi. Xét về hoàn cảnh, một đứa con gái được bảo bọc trong dung lụa như kim cương sẽ dễ dàng ngã gục trước vẻ lãng tử của Cao Bằng. Và hơn nữa, bố già Thiết vô cùng yêu quý đứa con gái này. Nếu như Cao Bằng nắm trọn cô ta trong tay thì đừng nói là viên kim cương xanh, mà đến cả gia tài của ông ta, tôi nghĩ ông ta cũng không từ chối được. Bà chủ, có một điều tôi cần phải nhắc nhở, mong bà chủ không phiền. Cô nói đi, chuyện gì? Ông chủ đã rất nhiều lần căn dặn chính bà chủ phải là người đích thân hạ gục bố già Thiết. Tại sao lại là tôi? Tôi nghĩ đây cũng là một phép thử, giống y như phép thử vừa rồi của bà chủ vậy. Nhưng có điều, tin hay không tin, thử hay không thử, chỉ có một mình ông chủ mới có quyền quyết định mà thôi. Lâu lắm rồi em chưa được hít thở không khí trong lành đến như vậy. Ở biệt thự Diamond á, có những gò bó cũng khó thở lắm, nên em không thích khung cảnh ở đó. Nghe nói những người yêu thiên nhiên sẽ có tâm hồn rất lãng mạn. Chắc là anh cũng vậy phải không? Tôi không phải là người yêu thiên nhiên thì làm sao tôi biết được? Anh nói dối. Anh quên rồi hả? Bờ sông nơi lúc trước chúng ta thường tới, rồi chỗ mà anh đưa em đi thả diều, tất cả đều gắn bó với thiên nhiên mà. Anh Bằng à, lúc này á, ở đây em không phải là tiểu thư của biệt thự Diamond. Anh có thể tạm quên đi thân phận của anh, của em. Đừng để ý những tiểu tiết, mãi sống thật lòng mình, dù chỉ một phút thôi được không anh? Kim Cương à, tôi không muốn em chịu đựng tổn thương, vì tâm hồn của em thánh thiện lắm. Giữa chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. Nếu đến gần nhau sẽ gây tên hệ lụy cho sao? Em có hiểu không? Em không hiểu, em cũng không cần biết. Em chỉ biết lúc nào em cũng muốn được gặp anh, muốn được ở bên anh, muốn được anh bảo vệ. Anh Bằng à, ba rất là thương em. Nếu như ba biết em có tình cảm với anh, nhất định ba sẽ không phản đối đâu. Kim Cương à, em đừng quá ngây thơ. Càng thương em, Dượng Thiết sẽ không bao giờ trao em cho bất cứ người nào mà Dượng không tin tưởng. Tại sao ba lại không tin tưởng anh chứ? Có phải vì anh là cháu của dì Hà Băng không? Anh đừng có lo, em sẽ nói chuyện với ba. Em sẽ nói với ba để anh thay anh Dũng bảo vệ cho em nha. Anh được không anh? Có khi nào mình có trong cái chén rượu? À, Trang. Cái gì? Sáng giờ cha trốn ở đâu? 3-4 cái mộ ngoài kia cần lấp đất mà không làm. Thân nhân người ta trả tiền ăn 8 kiếp rồi mà không chịu làm cho người ta. Cha có tin có ngày người chết
người ta nhào lên bóp cổ cho ông. Bà muốn cái mộ mày lấp đất, chàng có tin có ngày nào có người lên bóp cổ cha không? Hay quá, tối ngày trù ẻo cha mày không à. Tôi nói vậy thôi, cha tin hay không thì tùy. Ờ, mà thần thánh cha còn không sợ, đừng có nói ma quỷ mà trù với ẻo. Đó, tao là trùm lưu linh, trùm thiên hạ này rồi. Ăn nhậu là có tao, ma quỷ à? Có ma quỷ nào chi tiền cho tao ăn nhậu không? Mà ơi ơi ơi, thế kìa, đó đó, mày coi kỹ đi rồi mày thấy cha mày có xứng đáng làm cha mày không? Mày có tiền mày giấu, mày thấy cha mày có tiền không? Mua đồ ăn cho mày ăn, ăn ngập họng ngập mặt mập ra luôn, ra lòi mỡ ra luôn. Cha nè, cha làm gì có tiền mà mua mấy thứ xa xỉ này? Ừ, thì... cha, tiền ở đâu mà cha có? Có thì mày ăn đi, còn mày đặt điều tra xét hỏi nữa. Tao đâu có cướp của giết người đâu mày lo. Con thà để cho cha cướp của tù tội còn hơn thấy bộ dạng của cha như bây giờ. Cha nói thiệt cho con biết đi, tiền ở đâu mà cha xài sang dữ vậy? Cái mớ nó không có rẻ. Thì biết vậy rồi nhưng mà... cha, cha nói đi. Nói. Thì cái này tao nói hay quá, người ta muốn thưởng người ta lo cho tao chứ có cái gì đâu. Mày tưởng con mình mày biết kiếm tiền không? Cá cắn câu rồi nè. Anh Bằng, anh qua đây phụ em một tay đi. Ê da. Tại anh hết á. Em đã nói là anh giật cần câu đi, vậy mà anh không chịu. Ây da. Kim Cương à, em có sao không hả? Anh có biết là hôm nay em vui tới mức độ nào không? Em chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ, chớp mắt tỉnh dậy tất cả lại trở về như trước đây. Anh lạnh lùng giống như chưa từng quan tâm tới em. Như vậy em sẽ buồn lắm. Kim Cương à, sao hôm nay em hãy quên đi thời gian này, hãy quên tôi đi, để sống cuộc sống của em. Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau mà. Em hãy nhớ điều này nha. Dù em không hiểu nhiều chuyện, em cũng không mấy thích gì Hạ Băng, nhưng em có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Tại sao anh luôn nói với em những lời như vậy? Anh Cao Bằng, em có thể nhờ anh một chuyện được không? Em nói đi. Em không tin tưởng gì Hạ Băng. Em có cảm giác dì ấy sẽ làm hại ba em. Dì của anh tính tình có chút đố kỵ nhỏ nhen, cũng bắt đầu từ sự thấy chồng mình quá yêu thương con gái riêng, cho nên mới biểu lộ như vậy. Có lẽ đàn bà nào cũng vậy. Em đừng suy nghĩ quan cho dì nghe. Không phải là em nghĩ quan cho dì Băng đâu, mà chính mắt em đã nhìn thấy những hành động lén lút kỳ lạ đó. Anh ở bên cạnh dì Băng nhiều nhất, anh là cháu của dì nữa. Nhưng em tin là anh là người công tâm tốt bụng, vậy anh có thể giúp em theo dõi dì Băng được không? Được không anh? Alo, tôi nghe đây anh Phát.
Chuyện anh nhờ tôi đã điều tra rồi. Nhưng mà anh biết đó, nghiệp vụ của chúng ta chỉ tập trung vào bọn tội phạm quốc tế, còn những người có lý lịch bình thường sẽ hơi mất thời gian thêm một chút. Tôi hiểu mà. Lần này lại làm phiền anh rồi. Tôi không trực tiếp điều tra, cho nên mới nhờ sự giúp đỡ của anh đó Phát. Tôi gửi hồ sơ qua mail của anh rồi. Nhưng mà tôi có một chỗ thắc mắc là anh thắc mắc là anh muốn biết tại sao tôi lại tìm hiểu về người này đúng không? Tôi biết cô ta là con gái của bố già Thiết, nhưng lý lịch rất trong sạch, lại khá ấn tượng về phần tài năng và nghệ thuật. Nhưng mà không lẽ đó cũng là ngụy tạo hả? Không phải. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi tìm hiểu về cô ấy là có lý do khác. Khi nào gặp á, tôi sẽ nói cho anh nghe. Được rồi, anh nhớ kiểm tra email. Còn phần tôi thì sẽ theo dõi thêm thông tin của nữ sát thủ người Hồng Kông kia. Nếu anh cần hỗ trợ gì thì liên lạc ngay. Tôi sẽ báo cáo cấp trên. Đừng hành động một mình, sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm đi, tôi luôn có chỉ đạo trước hành động mà. Năm 7 tuổi là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất thi cuộc thi dương cầm Việt Nam, đoạt giải nhì. Năm 12 tuổi được chọn vào biểu diễn cùng dàn giao hưởng từ Đức sang Việt Nam. Năm 15 tuổi sang Singapore du học ngành âm nhạc, và vừa mới trở về Việt Nam chưa được bao lâu. Nói sao cô ấy lại có sức hút đặc biệt như vậy? Có thể gọi là thiên tài âm nhạc cũng được. Nhưng tại sao tất cả chỉ bắt đầu từ năm 7 tuổi? Còn trước đó thì sao? Không thấy bất kỳ ghi chép nào. Mở cửa. Anh Cao Bằng. Anh Cao Bằng, anh đang sợ điều gì hả? Em sẽ giải thích với ba mà. Kim Cương à, chúng ta không nên gây rắc rối khi không cần thiết đâu. Đoạn đường vào nhà khá an toàn, em đừng sợ. Em không sợ, nhưng em cảm thấy chúng ta chẳng có gì phải che đậy hết. Anh cũng là người nhà mà, anh đưa em đi dạo đó là chuyện bình thường mà. Kim Cương à, em đừng suy nghĩ cảm tính nữa được không? Có những vấn đề không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được đâu. Em hiểu rồi, em sẽ không ép anh. Nhưng lời yêu cầu của em anh sẽ thực hiện chứ? Chuyện em nhờ anh đó, theo dõi hành tung khả nghi của dì Hà Băng. Em có cảm giác rất là bất an khi mỗi lần dì ấy dùng tiếng Hồng Kông giao tiếp với ai đó qua điện thoại. Tôi chỉ là đứa cháu mang ơn nuôi dưỡng của dì Băng thôi, cho nên tôi không thể can thiệp sâu vào đời tư của dì. Vì vậy có thể tôi không giúp gì được cho em đâu. Cao Bằng à, em biết là anh làm được mà. Bởi vì trong lúc này anh là người mà em tin tưởng nhất, người mà em tin chắc là sẽ ở bên cạnh em. Em hoàn toàn có lý do để nghi ngờ dì Hà Băng. Vì tối hôm đó em nhìn thấy dì đã cố tình mở cửa phòng làm việc của ba em nhưng bị thất bại. Có thể là dì Băng á bỏ quên cái gì đó trong phòng thì sao? Dì không được phép tự ý ra vào nơi đó. Vậy thì dì để quên thứ gì được chứ? Nếu mà muốn tìm thứ gì đó quan trọng ở trong phòng, vậy thì dì có thể hỏi ba mà. Tại sao? Khoan đã, hay là cũng vì thứ đó, chính là viên kim cương xanh mà thời gian gần đây ba thường hay nhắc tới với em á.
Anh có nghĩ như vậy không? Chắc chắn giữa hai người họ có chuyện gì đó. Mình có nên hỏi chị hai chuyện này hay không? Nếu mình hỏi chị hai, có chắc là chị sẽ nói thiệt với mình không? Chắc chắn giữa hai người đó có chuyện gì rồi. Nếu không thì tại sao trước đây hết lần này tới lần khác chị luôn nói tốt với anh Cao Bằng như vậy? Hay là mình nên gặp anh Cao Bằng để hỏi thử? Tôi vốn nghĩ cậu có thể dễ dàng lấy lòng con bé ngây thơ đó, nhưng không ngờ lại nhanh tới mức này. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu đã đi được nửa đường rồi, tôi có quyền hy vọng tốt đẹp chứ. Bà chủ à, bà nói gì vậy? Tôi không hiểu. Cậu đừng quên, trách nhiệm của cậu là vệ sĩ riêng của tôi. Cậu đi đâu, cậu làm gì, không lẽ tôi không biết sao? Nhưng lần này cậu làm rất tốt. Cậu đã tìm hiểu được gì từ con bé đó? Nói cho tôi nghe thử coi. Tôi không hiểu bà đang nói gì hết. Cả ngày quấn quýt bên nhau, nhưng kết quả lại là con số không tròn trĩnh. Cậu nghĩ là dễ dàng qua mặt tôi lắm hay sao? Bà chủ à, tôi không nghĩ rằng Kim Cương liên quan tới chuyện này. Chuyện mà bà chủ yêu cầu tôi vượt quá giới hạn của tôi rồi, tôi không thể làm được. Ý của cậu là cậu có thể vì con nhỏ đó mà cậu phản bội lại tôi sao? Bà chủ à, ở đây không phải là nơi an toàn để bà nói ra những chuyện này. Bà chủ nên cẩn trọng, chỉ cần sơ suất một chút thôi là công sức bao nhiêu năm qua sẽ tan tành hết. Tôi chỉ muốn cảnh cáo bà điều đó thôi. Khoan đã. Được, nếu như cậu không đồng ý quyến rũ con bé đó, tôi cũng không có cách nào ép cậu. Nhưng đây là nó tự nguyện tìm đến cậu. Cậu có thể thông qua nó để hỏi rõ một vài điều, xem nó có biết được gì về viên kim cương xanh mà chúng ta đang tìm hay không. Theo như tôi tìm hiểu thì cô ấy hoàn toàn không biết chuyện này. Cũng có khi viên kim cương xanh kia thực sự không thuộc về Bối Già Thiết như là thằng Quay nói. Vô lý. Tin đồn ông Thiết là chủ nhân của viên kim cương xanh không chỉ tới từ một hai người. Con bé kia, nó tinh ranh chẳng kém gì ba của nó. Có thể cậu đang bị nó lừa mà cậu không biết. Không phải tôi đã nói với cô nhiều lần rồi sao? Cô không được tự ý tới đây tìm tôi sẽ không hay ho gì đâu. Em biết, nhưng mà em... Cô về phòng của mình đi, nếu như người khác thấy sẽ không hay đâu, nhất là cô đó. Ủa, Ruby. Chị hai. Em tìm chị hả? Em tìm chị có gì không? Dạ, em định xin lỗi chị hai. Xin lỗi chuyện gì?
Chuyện lần trước Ruby sẵn giọng cho nên lớn tiếng với chị, làm cho chị hai khó chịu. Cái con nhỏ này, ai cũng có lúc không vui cho nên sẽ sẵn giọng. Ngay cả chị cũng vậy mà. Thôi vô đây với chị đi. Biết không, hồi hôm qua chị có đi nhà sách nè, có mua cho em một ít màu vẽ, em coi coi có thích không. Mình có nên hỏi chị trong lúc này không? Ruby, em không thích hả? Dạ đâu có đâu, Ruby thích mà. Em thích là được rồi. À, mà chị có mua mấy cái đồ trang trí bàn học cho em nữa, dễ thương lắm, để chị hai lấy cho. Chị hai? Hả? Sao vậy? Bộ chị hai đi mua mấy cái này cho em á, là chị hai đi với anh Cao Bằng hay là anh Dương Dũng gì chị hai? Chị đi với là bạn chị. Mua mấy cái đồ con gái này mà ai lại đi chung với mấy ổng? Tại em thấy mấy lần chị hai đi với anh Cao Bằng hoài à, cho nên đâu có đâu, mấy lần đó toàn là tình cờ không à. Mà chị hai, em thấy anh Dương Dũng hình như là thích chị hai á. Ông đó đó hả? Chị hai có thích anh Dũng không? Thích cái nỗi gì không biết nữa. Ổng á là cục nợ của chị. Tại ba bắt ổng kè kè theo chị, chứ chị với ổng mà ráp vô là có chuyện liền à. Vậy còn anh Cao Bằng? Anh Cao Bằng thì sao? Thì chị hai có thích anh Cao Bằng không? Chị có điện thoại. Mình nghe nè Kim Nguyên. Chị hai, thái độ của chị đã quá rõ ràng. Em không còn là một con nhóc để không nhận ra điều đó.